Chào cả nhà, hôm nay mình vào bếp mình thực hiện món xương hầm ăn với bún. Một món ăn rất là đơn giản, quen thuộc trong bữa ăn gia đình. Cách thực hiện thì cực kỳ đơn giản và dễ làm luôn. Các bạn cùng theo dõi mình vào bếp để mình thực hiện món này nhé. Đầu tiên thì nguyên liệu không thể thiếu ở đây là xương. Xương thì mình chọn vừa xương chân giò và một ít xương sườn. Chỗ này là 1 kg nha cả nhà nhé. Để rửa sạch phần xương thì mình sẽ cho vào đây 2 thìa muối hột. Mình rửa cho cái xương của mình nó ra hết cái chất bẩn á. Để làm kỹ hơn thì các bạn có thể rửa bằng nước sôi hoặc là các bạn trần qua đi nhé. Lúc này thì sau khi mình rửa sạch á, mình rửa 3 nước cả nhà. Rửa xong thì mình để cho nó ráo. Nhà mình có vòi nước ấm nên mình có xả qua một lần bằng nước ấm. Sau đó thì mình cũng bắt thêm một ít nước mình luộc sơ nha cả nhà. Mình luộc cho nó vừa gần sôi tới thôi là được rồi cả nhà. Sau đó thì mình vớt cái phần xương ra và mình đổ cái phần nước này đi. Và lúc này thì mình sẽ cho phần nước khác vào để mà mình hầm lấy nước xương ăn bún nha. Mình có cho vào đây là 1 thìa rưỡi muối. Mình đun cho nó sôi. Lúc này sôi thì các bạn nhớ để mở vung ra để cho nó sôi từ từ và mình canh mình hớt hết cái phần bọt nha. Phần bọt nó nổi dần lên rồi cả nhà nè. Mình sẽ hớt và mình bỏ hết cái phần bọt đi. Trong quá trình hầm xương thì cái thời gian hầm nó cũng lâu nên là mình làm từng khâu một nha cả nhà. Sau khi hớt hết bọt thì mình sẽ để nửa nhỏ niêu riêu để cho xương nó nhừ. Lúc này thì mình sẽ chuyển sang làm cái phần rau. Rau ở đây thì mình có sử dụng là 1 củ cà rốt. Cà chua thì mình sẽ làm 2 quả thôi nha cả nhà nhé. Ở đây thì mình mua 3 quả nhưng mình chỉ cần làm 2 quả thôi. Và 2 củ hành tím nè, 1 ít hành lá, ngò rí. Ngò rí thì mình sẽ lấy cả cái phần gốc nên mình sẽ rửa kỹ ha. Rau ở đây mình sử dụng 1 ít rau sống ăn kèm như là có xà lách nè, rau thơm. Thơm ở đây mình sử dụng rau húng và 1 ít giá. Phần ngò rí thì mình cắt ít phần gốc riêng ra. Cà rốt thì mình cắt khúc nhé. Các bạn cắt tùy theo sở thích của mình nha. Hành củ thì mình sẽ cắt mỏng ra để tí nữa mình phi, mình lấy cái phần hành phi nha. Phần cà chua thì mình sẽ cắt muối. Ở đây mình sử dụng 2 trái cà chua thôi nhé. Sau khi phần rau mình đã làm xong á, mình sẽ quay lại cái phần xương. Lúc này nồi xương của mình á, mình hầm thêm được 15 phút rồi cả nhà. Cái phần bọt nó lại nổi lên tiếp thì mình sẽ hớt hết cái phần bọt đi. Mình chịu khó hớt cái phần bọt ra thì cái tí nữa cái nước hầm á, nó rất là trong và ăn cái nước của nó ngọt nha cả nhà nhé. Mình sẽ tiếp tục cho vào đây 1 ít gốc ngò rí này cho nó thơm và cho cái phần cà rốt vào để mình hầm. Mình hầm được một lúc á, thì mình sẽ vớt cái phần gốc ngò rí để mình bỏ ra nhé. Cà rốt thì mình để mình hầm lâu. Tổng cái nồi xương này mình sẽ hầm trong vòng 1 tiếng nha cả nhà nhé.
để cho cái phần xương của nó được nhừ, nước của nó được ngọt nha. Lúc này thì mình đã hầm được một lúc rồi thì mình sẽ vớt cái phần thân gò rí ra. Và mình tiếp tục để lửa nhỏ cho đến khi xương nó nhừ. Bên cạnh đó thì mình sẽ bắt chảo lên và mình phi cái phần hành củ. Mình cho vào đây một lượng dầu vừa đủ, khoảng 3 thìa dầu. Dầu sôi thì mình sẽ cho hành củ vào. Mình đảo từ từ cho đến khi cái phần hành của mình nó thơm và nó tém vàng là được nhé. Lúc này hành của mình đã thơm vàng rồi thì mình bắt đầu mình vớt ra. Sau khi vớt ra thì cái lượng dầu vẫn còn lại một ít thì mình sẽ cho vào đây một ít hạt cà ri. Ở đây mình sử dụng nửa thìa hạt cà ri nha cả nhà nhé. Hạt cà ri khi mình cho vào nó sẽ giúp cho mình có cái màu tươi và rất đẹp nha. Mình chỉ cần cho vào đảo lên một xíu thôi là được cả nhà. Sau đó mình vớt hết cái phần hạt ra. Tiếp đến thì mình sẽ cho cà chua vào. Mình xào sơ là được nha cả nhà. Mình xào khoảng 1 phút ạ. Xào như vậy là mình được rồi, mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ chuyển sang cái nồi xương hầm của mình. Nồi xương của mình tổng cộng lúc này là mình đã hầm được 1 tiếng rồi. Cái xương của mình nó đã mềm. Và mình cho cái phần sốt cà chua lúc nãy mình vừa xào xong. Mình sẽ nêm gia vị vào, nêm nếm cho nó vừa ăn nha cả nhà nhé. Tùy theo khẩu vị của mỗi người ha. Trước lúc hầm thì mình đã cho vào đây 1 thìa rưỡi muối rồi. Bây giờ mình sẽ cho thêm 1 thìa muối, 1 thìa hạt nêm cờ lo, nửa thìa bột ngọt và một ít đường. Mình nêm nếm lại sao cho nó vừa ăn nha. Cái nồi xương của mình á, nên nhừ lên cái nước của nó rất là ngọt vị và vừa ăn rồi đó cả nhà. Lúc này thì mình sẽ cho vào đây một ít hành ngò. Bên cạnh thì mình đã sử dụng 1 ký bún nha cả nhà. Bún này để ăn ngon á, thì mình đã trụng qua nước sôi rồi. Sau đó mình đổ ra rổ để nó ráo á. Thì khi mình ăn sợi bún nó tơi và nó rất là ngon ha. Mình sẽ gấp ra tô và mình thưởng thức thôi. Ở đây mình sử dụng cà rốt và cà chua. Các bạn không thích ăn cà chua thì các bạn cho ít thôi ha. Nếu như trong quá trình nấu á, các bạn có mộc hoặc là đậu hũ hoặc là một ít huyết các bạn cho vô cũng được. Ở đây thì mình nấu theo cách đơn giản nên là rất là dễ nấu ha. Và nguyên liệu thì cực kỳ dễ tìm. Cuối cùng thì mình đã rắc lên trên một ít hành phi nè, một ít hành lá và một ít ngò, thêm vài lát ớt nữa cả nhà. Mình ăn thêm kèm á, rau sống nè. Có giá, salad, rau thơm, ngò, một ít chanh, ớt. Và mình có sử dụng thêm một chén nước mắm mặn nha, để mình có thể chấm. Với cách nấu này của mình thì nó rất là đơn giản, dễ làm. Các bạn có thể nấu cực kỳ nhanh luôn. Đặc biệt này ăn rất là ngon, cái nước của nó trong và nó ngọt như cả nhà nhé. Ăn rất là đảm bảo vệ sinh, sức khỏe cho gia đình mình nha. Video của mình đến đây là hết rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.